Ung thư thì đương nhiên rất nhiều tế bào có thể bị ung thư. Trong người chúng ta có khoảng trên dưới 200 cái loại ung thư khác nhau. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu trao đổi bài ung thư hệ tạo huyết. Thì về khái niệm thì ung thư hệ tạo huyết là ung thư bắt nguồn từ các tế bào tạo máu ấy. Hoặc các tế bào miễn dịch, ví dụ các tế bào lympho đấy, tế bào miễn dịch. Thực ra miễn dịch thì cũng đều bắt đầu từ tế bào gốc tạo máu mà ra thôi. Nhưng nói chung là các tế bào và tạo huyết mà nó bất thường trong quá trình tăng sinh sinh trưởng của nó thì nó có thể gây ung thư. Và tỷ lệ nó chiếm không nhiều lắm. Việt Nam chúng ta thì ung thư gan, ung thư phổi chiếm nhiều. Ung thư hệ tạo huyết thì ít thôi, chiếm khoảng 10%. 100 loại ung thư, 100 bệnh ung thư thì hệ tạo huyết khoảng 10 bệnh. Và chia làm hai nhóm chính là dòng tủy và dòng lympho. Lý do là các bạn học học sinh máu tạo máu bình thường, chúng ta biết từ một tế bào gốc vạn năng tạo máu sẽ chia làm hai nhánh chính là một tế bào gốc đa năng dòng tủy, từ đó tạo nên hồng cầu, bạch cầu, hạt bạch cầu mono, tiểu cầu, và một cái dòng là tế bào đa năng tạo lympho, từ đó tạo ra lympho B, lympho T, tế bào NK. Đấy là bình thường. Đâm ra khi mặt về mặt ung thư thì các tế bào ác tính người ta chia làm hai nhóm: ung thư máu dòng tủy, ung thư máu dòng lympho, hai dòng đấy. Đây là cái sơ đồ về ung thư hệ tạo huyết. Chúng ta có hai tiết thì chúng ta học chỉ một vài cái bệnh điển hình thôi. Tuy nhiên các bạn cũng nắm sơ ung thư hệ tạo huyết là còn những cái bệnh gì. Thì chúng ta có đây các đây các ung thư hệ tạo huyết dòng tủy. Thì chúng ta có bệnh bạch cầu cấp dòng tủy này. Bạch cầu cấp dòng tủy. Rồi thì rối loạn sinh tủy. Thỉnh thoảng các bạn nghe cái từ rối loạn sinh tủy. Trước đây gọi là tiền ung thư, tiền lơ sơ mi. Vì các bệnh rối loạn sinh tủy này thì thường nó chỉ là gây thiếu máu, giảm bạch cầu, nhưng một ngày đẹp trời nào đó thì nó sẽ chuyển sang ung thư. Nó khoảng 30%. Đâm ra thì gọi là trước đây gọi tiền ung thư, bây giờ gọi là rối loạn sinh tủy. Rồi một số bệnh là tăng sinh tủy. Nhưng mà ung thư nhưng mà nó mãn tính. Tăng sinh tủy. Tăng sinh tủy thì chia làm nhiều nhóm nhỏ, nhưng mà chúng ta có mấy nhóm chính. Thứ nhất là bạch cầu mạn dòng tủy. Bạch cầu mạn dòng tủy này, đấy là tăng chủ yếu là bạch cầu thì gọi là bạch cầu mạn dòng tủy. Rồi tăng chủ yếu là hồng cầu thì có đa hồng cầu thực đấy, bệnh vắc kê đấy. Rồi là tăng tiểu cầu tiên phát nhé, hoặc một bệnh gọi là sơ tủy vô căn, khi nó các tế bào tạo ra tế bào bất thường của tế bào mà nó tạo ra rất nhiều chất xơ, xơ trong tủy làm cho hệ máu ngoại vi giảm nghiêm trọng, gọi là sơ tủy vô căn. Và một số bệnh lý khác nữa chúng ta ít gặp hơn. À, đấy là dòng tủy. Còn dòng lympho thì nó cũng có bạch cầu cấp dòng lympho. Đây. Rồi là bạch cầu mạn dòng lympho. Đây, bạch cầu mạn dòng lympho. À, bên tủy cũng bạch cầu cấp dòng tủy, bạch cầu mạn dòng tủy. Thì bên lympho bạch cầu cấp lympho, bạch cầu mạn dòng lympho. Ngoài ra là có cái gọi là các bệnh lý lymphoma. Bệnh này cũng thường gặp hơn so với các bệnh lý ung thư huyết học khác. Lymphoma, u lympho đấy, u lympho ác tính đấy. Và lymphoma được chia là hai nhóm là không Hodgkin và Hodgkin. Hai bệnh này chẩn đoán và điều trị khác nhau một chút, đâm ra người ta chia ra. Đâm ra khi chẩn đoán u lympho không thì chúng ta chưa điều trị được, chúng ta phải là Hodgkin hay không Hodgkin. Và không Hodgkin thì nó chia nhiều nhóm nữa, nhỏ nhỏ dưới, lớn lan tỏa tế bào thể nang, thể áo khoác, nhỏ 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 dưới. Ngoài ra là các tế bào lympho mình mà khi ở giai đoạn cuối là gọi là các tương bào sản xuất kháng thể, thì nếu nó bất thường thì gọi là bệnh lý ung thư dòng tương bào, hay còn gọi là bệnh đau tủy xương đấy. Đấy, đau tủy xương. À, như vậy ung thư hệ tạo huyết cơ bản có những bệnh như vậy. Đây một số bệnh thường gặp là bạch cầu cấp. Chúng ta có bạch cầu cấp dòng tủy, bạch cầu cấp dòng lympho. Bạch cầu cấp gọi là ung thư máu cấp tính đấy. Nhưng mà ung thư máu cấp tính thì chia hai dòng, thì hai dòng này điều trị khác nhau, chẩn đoán khác nhau. Rồi bạch cầu mạn, chúng ta có bạch cầu mạn dòng tủy, bạch cầu mạn dòng lympho. Rồi là u lympho ác tính. Có chữ ác tính malignancy, u lympho nhiều khi người ta u khi nói đến u có thể u lành u ác, hôm nay cái này u ác, và chia hai nhóm là không Hodgkin và Hodgkin. Rồi bệnh đi đau u tủy xương, cái là ung thư của cái dòng mà dòng tương bào ấy, dòng sản xuất kháng thể. Khi tế bào lympho nó được biệt hóa, nó gặp kháng nguyên, nó biệt hóa, nó chuyển thành tương bào sản xuất kháng thể mà nó bất thường thì tạo nên bệnh lý là ung thư dòng tương bào hay đau tủy xương. Và một nhóm bệnh bây giờ thì người ta phải chia từng bệnh nhỏ, nhưng mà trước đây người ta gộp chung gọi là bệnh lý tăng sinh tủy ác tính, là có bốn bệnh chính: đa hồng cầu thực,
tăng tiểu cầu tiên phát, đa hồng cầu thực như là ung thư dòng hồng cầu mãn tính, tăng tiểu cầu tiên phát ung thư nhưng mà thiên về dòng tiểu cầu, xơ tủy vô căn cũng ung thư một cái loại tế bào trong hệ tạo máu nhưng mà nó tạo xơ rất nhiều. Và một cái nhóm nữa là bạch cầu mạn dòng tủy, trước đây xếp vô nhóm bệnh lý tăng suy tủy ác tính nhưng bây giờ tắt riêng này, tắt riêng là bệnh cầu mạn dòng tủy nên tăng suy tủy ác tính, thường là ba nhóm này thôi. Nên là nói chung của các bệnh lý ung thư tạo huyết, và trong khoa của mình thì đầy đủ các bệnh bạch cầu cấp dòng tủy mono, bạch cầu mạn dòng tủy, bạch cầu mạn mono, u lympho ác tính, Hodgkin không Hodgkin, đau tủy xương, đa hồng cầu, tăng tiểu cầu tiên phát, bạch cầu mạn dòng tủy, còn đều được có đầy đủ. Riêng sơ tủy vô căn thì khoa mình không có, vì sơ tủy vô căn triệu chứng của nó chủ yếu thiếu máu nên thường vô các bệnh lý đa khoa nhiều hơn là ung thư, bệnh lý bệnh viện ung thư, còn các bệnh còn lại thì trong khoa mình đều có. Như vậy nó tương đối nhiều bệnh và mỗi bệnh này thì nó cũng tương đối phức tạp và đi sâu thì nó cũng dài. Thì hôm nay thì mình chỉ trao đổi những cái bệnh cơ bản nhất thôi. Thì trước tiên chúng ta hình dung tình hình ung thư của Việt Nam. Thì dân số Việt Nam đây thống kê 2018, 2021 chúng ta đi gần gần dân số chúng ta khoảng gần 100 triệu. Trong đó một năm có khoảng 164.000 ca mới và chết vì ung thư khoảng 110.000. Như vậy thì 100 triệu mà có 164.000. Đà Nẵng chúng ta là 1 triệu dân. Như vậy một năm cũng khoảng 1.600 bệnh nhân ung thư mới. Đấy chúng ta hình dung như thế. 1.600 bệnh nhân. Vì ung thư thì đứng đầu là gan đây. Ở Việt Nam này, gan với cả là phổi là hai cái bệnh lý đứng đầu. Còn máu thì đây, leukemia đây là đứng hàng thứ 7. Rồi thì lymphoma đây đứng hàng 14. Rồi thì Hodgkin đây đứng hàng 23, rồi đau tủy xương đứng hàng 25, ví dụ như thế, nhưng mà trung bình là khoảng chiếm 10%. Như vậy chúng ta không phải là nhiều nhất mà chủ yếu là gan, phổi, phụ nữ thì vú. Tình hình chung của ung thư là vậy. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái bệnh hai bệnh hôm nay chúng ta chỉ trao đổi hai bệnh hay gặp. Một là bệnh lý bạch cầu cấp hay còn gọi ung thư máu cấp tính. Còn bạch cầu mạn là ung thư máu nhưng mà mạn tính. Cũng thường gặp nhưng mà do điều kiện thời gian chúng ta không trao đổi, chúng ta trao đổi cấp tính. Và bạch cầu cấp thì nó đương nhiên có cấp dòng tủy, cấp dòng lympho. Khi bệnh nhân có ung thư máu thì chúng ta phải xác định đó là cấp hay mạn. Rồi cấp thì là phải cấp dòng tủy hay cấp dòng lympho, từ đó chúng ta mới điều trị được. Thì các bạn thấy cấp tính đây là sinh máu bình thường từ một tế bào gốc vạn năng, nó chia thành các tế bào đa năng thì từ đó là biệt hóa thành các tế bào trưởng thành. Thì khi ung thư máu cấp tính thì nó bất thường ở những tế bào non đầu dòng, non đầu dòng. Còn khi mà mạn tính, đây là bạch cầu mạn dòng tủy, bạch cầu mạn lympho, thì thường các tế bào trưởng thành rồi. Còn đây là cái tế bào tương bào, ung thư dòng tương bào đau tủy xương đấy, là tế bào tương bào sản xuất kháng thể. Đấy, như vậy là ung thư máu mà cấp tính là bất thường ở những tế bào đầu dòng, đầu dòng. Nó tăng sinh rất mạnh tế bào non đầu dòng nhưng mà nó không trưởng thành được. Còn mạn tính thì nó bất thường nhưng mà nó trưởng thành được, nó có rất nhiều tế bào trưởng thành. Cơ thể đi sâu phức tạp nhưng mình nói cơ bản như vậy. Bây giờ chúng ta đi vào cái bệnh bạch cầu cấp hay còn gọi ung thư máu cấp tính đấy, thì là rối loạn ác tính do chuyển dạng bất thường. Đây, đầu tiên tế bào đầu dòng, tế bào đầu dòng hay gọi tế bào blast đấy, các bạn nghe, hay tế bào non đấy, đầu dòng bất thường do đột biến gen đó. Và cái bất thường này dẫn đến hiệu quả thì thứ nhất là tăng sinh rất mạnh đầy tế bào ung thư trong tủy xương ấy, nhưng mà không biệt hóa, nghĩa là toàn tế bào non đấy, không biệt hóa, tăng sinh thì rất mạnh nhưng không biệt hóa, không trưởng thành được các bạch cầu trung tính bình thường, các hồng cầu bình thường, các tiểu cầu bình thường đấy. Như vậy là trong tủy xương này là toàn tế bào non, dẫn đến tích tụy những tế bào này trong tủy xương là tích tụy. Tích tụ này thì dẫn đến hậu quả gì? Thứ nhất là nó đè nén những tế bào bình thường, ức chế tế bào bình thường, đè nén. Tâm ra bệnh nhân thường có triệu chứng suy tủy. Và thứ hai, nó xâm lấn các cơ quan, xâm nhiễm các cơ quan gan, lát hạch, làm bệnh nhân có thể gan to, hạch to, lát to, là vì các cái tế bào ung thư nó xâm nhiễm vào. Đấy, cơ bản là nó như thế. Về mặt dịch tễ thì đối với bạch cầu cấp thì khoảng thế giới là khoảng 100.000 dân thì có khoảng 47 người. Ung thư máu thì 10% nhưng mà bạch cầu cấp thì chiếm khoảng 2,5% thôi. Việt Nam cũng gần gần tương tự. 100.000 dân thì khoảng 4,3 ngàn.
Đà Nẵng mình 1 triệu dân thì một năm khoảng 40 người ung thư máu. Có 40 người thôi. 1 triệu dân một năm có khoảng 40 người mới. Đấy. Khoa mình thì không, thường bệnh này thì ung thư máu thì thường nhập vào bệnh viện đa khoa nhiều hơn, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ấy. Lý do là vô vì thiếu máu, vì xuất huyết thì đương nhiên họ đi khám bệnh viện đa khoa thì họ nhập viện luôn. Còn bệnh viện ung bướu thường có biểu hiện là gan lớn, hạch lớn, lắt lớn, người ta mới tới ung bướu. Thì thiếu máu thì ít khi người ta vào ung bướu. Đâm ra thì 40 bệnh nhưng mà vào bên đa khoa nhiều hơn vào bên bệnh viện mình. Và đặc thù trẻ em thì thường bạch cầu cấp dòng lympho, còn người lớn thì thường bạch cầu cấp dòng tủy. Đấy. Đấy cái sơ đồ các bạn về mặt dịch tễ, cái này của bên Mỹ nhưng mà Việt Nam gần đây tương tự. Đây người lớn này, người lớn các bạn thấy bạch cầu cấp dòng tủy chiếm rất cao, lympho ít thôi. Còn trẻ em thì ngược lại, trẻ em thì đa số lympho, còn người lớn ít. Và lympho thì được điều trị nó hiệu quả nó tốt hơn. Đâm ra cái điều này cũng may mắn cho trẻ em, bạch cầu cấp dòng lympho trẻ em được xem là bệnh có thể điều trị được, điều trị khỏi luôn. Về cơ chế bệnh sinh thì cũng gần như các ung thư khác, thì đều do đột biến gen, có thể đột biến rồi đột biến nhiễm sắc thể, nhưng mà các đột biến này sẽ làm tăng sinh các tế bào, tăng sinh và không biệt hóa. Còn tăng sinh mà biệt hóa được thì có thể là dẫn tới bệnh gọi là bạch cầu mạn dòng dòng tủy rồi, bạch cầu mạn rồi. Còn nó tăng sinh mà không biệt hóa, bạch cầu cấp. Nguyên nhân thì cũng gần gần như nguyên nhân ung thư nói chung. Từng bệnh nhân cụ thể nhiều khi chúng ta khó biết, nhưng mà về cơ bản thì người ta thấy nguyên nhân có thể do tia xạ, có thể do hóa chất, hai nguyên nhân chính của bạch cầu cấp. Và cái bệnh bạch cầu cấp này đặc thù nó có thể bị từ đầu, nghĩa là đang yên đang làm tự nhiên bị ung thư máu luôn, cấp tính luôn. Nhưng có thể là nó là giai đoạn tiến triển. Giống như mình nói lúc đầu ấy, có một số bệnh nhân là rối loạn sinh tủy, lúc đầu bị rối loạn sinh tủy, sau 3 đến 5 năm sau chuyển thành bạch cầu cấp. Hoặc một số bệnh nhân là đa hồng cầu, sau 3 đến 5 năm sau chuyển thành bạch cầu cấp. Hoặc một số bệnh nhân bạch cầu mạn trong tủy, 2 3 năm sau chuyển thành bạch cầu cấp. Đây có một số tình huống như thế. Những bệnh nhân này thường là lúc đầu họ đột biến một vài cái gen, sau 2 3 năm sau họ đột biến thêm một vài cái gen nữa thì từ đó nó chuyển sang làm bạch cầu cấp. Bây giờ chúng ta đi sâu vào bệnh, trước tiên là bệnh bạch cầu cấp dòng tủy. Thì bạch cầu cấp dòng tủy cũng giống như bạch cầu cấp nói chung là tổn thương ác tính, nhưng mà đầu dòng, nhưng mà của tế bào tạo máu dòng tủy ấy. Cũng là tổn thương tế bào non ác tính nhưng mà dòng tủy thì gọi là bạch cầu cấp dòng tủy. Nếu tổn thương tế bào non ác tính và dòng lympho thì gọi là bạch cầu cấp dòng lympho. Và tế bào non này còn tăng sinh đương nhiên nhưng mà không thể biệt hóa. Và dẫn đến hai vấn đề. Thứ nhất là tế bào tăng sinh này nó tích tụ tại tủy xương ấy, dẫn đến là suy tủy chức năng, do nó đè ép các tế bào bình thường, là mình tế bào bình thường không thể tạo thành hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu bình thường được. Cái thứ hai là thâm nhiễm vào các cơ quan gây nên tổn thương ung thư. Nếu mà triệu chứng lâm sàng của nó thì thứ nhất là khởi phát nhanh, tế bào bạch cầu cấp là một trong tế bào tăng sinh máu, mà máu bình thường, máu chúng ta bình thường tế bào máu tăng sinh rất nhanh, khi nó ung thư nó còn tăng sinh nhanh hơn nữa. Đâm ra bệnh nhân tiến triển rất nhanh. Các bạn thấy chỉ cần nhiều bệnh nhân sốt, mệt, xuất huyết, chảy máu răng, đi khám xong bạch cầu cấp, mà nếu gặp những cái tuyến mà không xử trí kịp thời thì vài tuần sau bệnh nhân mất. Đâm ra các bạn thấy nhiều khi phim Hàn Quốc hay là phim gì đó hay có cái màn là ung thư máu là vì thế. Nó không, các ung thư khác nhiều khi từ từ cả năm cả tháng, ung thư máu là khởi phát rất nhanh và chúng ta phải xử lý rất nhanh, nếu không bệnh nhân tử vong liền. Triệu chứng thì cơ bản là hai triệu chứng chính. Một là suy tủy chức năng như mình nói, cơ chế bệnh sinh. Hai là xâm lấn tế bào ung thư. Còn bệnh nhân do bệnh nhân thiếu máu, bệnh nhân nhiễm trùng không, nên nhiễm trùng nên là bệnh nhân có như các triệu chứng chung như yếu, mệt, đau nhức, chán ăn. Cái này triệu chứng chung nó không điển hình cho bệnh nào. Nhưng hai triệu chứng chính là suy tủy và xâm lấn tế bào ung thư. Suy tủy thì nếu giảm hồng cầu nhiều thì thiếu máu và thường khá nặng. Lý do là nó cấp tính và khởi phát nhanh. Còn có một số bệnh thiếu máu nhưng mà từ từ, thiếu máu mạn tính ấy, thì bệnh nhân có thể nhiều khi thích nghi được. Còn thiếu máu trong ung thư máu thường bệnh nhân biểu hiện lâm sàng khá nặng. Xuất huyết tùy mức độ giảm tiểu cầu, tùy mức độ rối loạn đông máu, từ chảy máu răng, xuất huyết dưới da cho đến xuất huyết não, nó tùy. Nhiễm trùng do bệnh nhân bạch cầu không có, bạch cầu hạt trung tính rất thấp, đâm ra bệnh nhân thường sốt. Còn tiêu điểm nhiễm trùng thì thường ít khi phát hiện được, có thể phát hiện được có thể không, nhưng mà nói chung ít. Thường là viêm phổi, nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng da mô mềm. Còn xâm lấn tế bào ung thư thì biết rồi, gan lắt hạch lớn, rồi sưng lợi, gan lắt hạch lớn thì các bạn biết rồi, gan lớn, hạch lớn, lắt lớn,
bị đau xương, do tăng sinh tế bào ác tính trong trong tủy xương rất nhiều là bệnh nhân bị đau xương. Ở đây một cái công thức máu á, để cho bệnh nhân mạch cầu cấp khi vào khám chúng ta, đây mình lấy trong bệnh viện ung bướu đây, thì thấy mình thấy mạch cầu cũng số lượng thì thấy nó cũng tương đối, nhưng mà này, nhưng mà thành phần của nó rất bất thường, và các nhà cận lâm sàng họ làm kết quả ra họ đọc nó mạch cầu non 33%, đấy làm chúng ta phát hiện được. Hồng cầu thì bệnh nhân chưa thiếu lắm, có thiếu đấy, bình thường chúng ta là HB là phải 120, còn đây HB 100 như vậy thiếu máu rồi, nhưng mà mức độ này cũng chấp nhận được. Tiểu cầu giảm nhiều, đấy. Đấy, như vậy các bạn thấy không, giảm tiểu cầu, giảm hồng cầu, mạch cầu thì chưa giảm lắm, à mạch cầu cũng giảm rồi, mạch cầu giảm là vì rằng là mạch cầu hạt đây này, bình thường chúng ta là phải từ 1,6 đến từ phải trên 2000 mà bệnh nhân có 0,64 đây, nên mặc dù số lượng không giảm nhưng mà thực ra số lượng này là do số lượng của tế bào ác tính. Còn cái mạch cầu hạt ấy, mạch cầu hạt trung tính, cái mạch cầu hạt bình thường chúng ta thì thực ra nó giảm, như vậy là giảm 3 dòng, giảm mạch cầu hạt này, giảm hồng cầu này, giảm tiểu cầu, nó giảm 3 dòng và xuất hiện tế bào non. Đây, cái này điển hình của một cái công thức máu của bệnh nhân mạch cầu cấp. Tất nhiên chúng ta chỉ biết là nghi ngờ mạch cầu cấp rồi, nhưng mà lòng tủy lympho chúng ta không biết được. À, gan lát hạt lớn thì các bạn biết rồi, dễ thấy, chúng ta khám lâm sàng hoặc siêu âm thấy. Còn đây là thâm nhiễm lợi đây, các bạn đây. À, bệnh nhân lợi, các tế bào ung thư thâm nhiễm lợi che phủ hết nha, và như không thấy răng nữa. Cái này khi chúng ta điều trị đáp ứng thì sẽ lợi nó sẽ trở về bình thường. Rồi thâm nhiễm nhân da. Thâm nhiễm nhân da. Đây có những cái đám nhân da sờ vô thì cứng cứng. Thì tế bào ung thư thâm nhiễm. Đây những cái triệu chứng mà nó nhiều khi chúng ta không để ý. Về cận lâm sàng thì đương nhiên là cái xét nghiệm chẩn đoán chúng ta là đương nhiên là cái tủy đồ rồi. Cái công thức máu ngoài vi là huyết đồ thôi. Còn đây là tủy đồ, chúng ta buộc phải chọc tủy để chẩn đoán. Và đương nhiên trong tủy toàn bộ là tế bào ác tính là phần lớn. Còn các tế bào khác thì gần như không thấy. Các tế bào khác bình thường khác ấy, gần như bị đè lấn át hết, không thấy. Và chúng ta thường có khái niệm của khoảng trống mạch cầu. Như bình thường chúng ta, cái tủy bình thường chúng ta là có mạch cầu non này, rồi các mạch cầu trung gian này, nghĩa là tiền tủy bào hốc, tủy bào, sau đó mới tế bào trưởng thành. Tuy nhiên là ở người mạch cầu cấp ung thư máu thì chủ yếu tế bào blast đây, và một tỷ lệ nhỏ tế bào trưởng thành, còn các giai đoạn trung gian không có, nên do người ta gọi là khoảng trống mạch cầu. Và chúng ta thường phải phân tích nhiễm sắc thể, vì chúng ta biết rồi, đột biến chúng ta là mạch cầu cấp do đột biến mà, nên chúng ta phân tích nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể có hai loại, bệnh nhân rất nhiều cái đột biến khác nhau, và quan trọng cái nhiễm sắc thể này vừa giúp chẩn đoán, đồng thời là vừa giúp có giá trị tiên lượng nữa. Nếu là bệnh nhân có đột biến nhiều, đột biến rất xấu thì như vậy là tiên lượng bệnh nhân xấu, còn có một số đột biến tiên lượng tốt hơn thì chúng ta chỉ cần hóa chất là đủ. Còn những bệnh nhân đột biến xấu nhiều khi chúng ta phải ghép tủy bệnh nhân mới đáp ứng được. Ở đây khi chọc tủy đồ làm nhiễm sắc thể đồ thì các bạn thấy có rất nhiều cái đột biến khác nhau, và người ta chia làm ba nhóm: nhóm tiên lượng xấu, tiên lượng trung gian và tiên lượng kém, để chúng ta có cái điều trị phù hợp. Cái này mình không đi sâu vào giới thiệu các bạn biết. Và các bạn thấy đây, khi mà xem cái sự sống còn của bệnh nhân, kết quả điều trị các bạn thấy nhóm tiên lượng tốt này cũng khá, sống 5 năm, đây 5 năm được mấy? 5 năm được khoảng gần 60%, 55%. Đấy. Còn những nhóm tiên lượng xấu chẳng hạn thì 5 năm chỉ có tầm 5% thôi, 5%. Như vậy chia nhóm tiên lượng này, nhiều khi trao đổi bệnh nhân, trao đổi người nhà thì chúng ta dựa vào cái yếu tố tiên lượng này, cũng như chúng ta lựa chọn cái phương pháp điều trị. Thì tiên lượng này chủ yếu dựa vào cái nhiễm sắc thể đồ. Chẩn đoán xác định, đương nhiên chúng ta chọc tủy rồi. Và chúng ta thấy rất nhiều tế bào blast, tế bào non ấy. Và tiêu chuẩn thường là quy định 20%. Còn ví dụ 19% thì chúng ta gọi là gì? 19% thì chưa gọi ung thư máu, mà chúng ta hay gọi là rối loạn sinh tủy thôi. Còn người bình thường chúng ta thì chỉ có 1-2% thôi. Tuy nhiên trong trường hợp mà có các tổn thương di truyền đặc hiệu, nghĩa là di truyền đặc trưng cho ung thư máu, ví dụ như T851 chuyển đoạn 16 chẳng hạn, T1517 thì nhiều 7% blast thì chúng ta chẩn đoán là mạch cầu cấp rồi. Đây là những cái tổn thương di truyền đặc hiệu. Một số tình huống mà tủy nghèo tế bào. Đấy, nghèo tế bào. Nghĩa là chúng ta chọc tủy nhưng mà tủy hút ra rất ít tế bào. Đấy, thì chúng ta cần phải sinh thiết. Sinh thiết. Cái này là lý do là tế bào ung thư rất nhiều trong tủy, nhưng mà chúng ta lý do kỹ thuật thì lý do gì đó là chúng ta hút ra được ít tế bào, chẩn đoán không đủ thì chúng ta buộc phải sinh thiết. Đấy, thì chúng ta chẩn đoán xác định hơn. Và chọc tủy giúp chúng ta chẩn đoán mạch cầu cấp. Nhưng mạch cầu cấp đó là cấp dòng gì? Dòng lympho hay dòng tủy? Thì chúng ta cần phải làm các xét nghiệm chuyên sâu, ví dụ dấu ấn miễn dịch, rồi nhiễm sắc thể đồ để chúng ta chẩn đoán chính xác hơn. Đấy, tế bào blast.
Đây, đây là cái tủy đầu, à, cái tiêu bản. À, tiêu bản các bạn thấy toàn tế bào blast hết. Đây, toàn tế bào ung thư. Còn à, đây là một cái mặt cầu Stapp, mặt cầu gần trưởng thành chứ không phải trưởng thành, gần trưởng thành. Đây là gần trưởng thành. Đây, đây. Mặt cầu Stapp, mặt cầu đũa. Còn mặt cầu trưởng thành cũng không thấy luôn. Còn tiêu bản bên này các bạn thấy toàn tế bào ác tính hết, tế bào non hết. Nha. Tràn cập tế bào ác tính, nó không có tế bào bình thường. Còn nhiễm sắc thể đầu, các bạn thấy đây, đây các đột biến. Cái xét nghiệm này khá chuyên sâu. Đấy. Các bạn thấy có đột biến 821 đây, đây đột biến 821. Đây, cái đuôi nhiễm sắc thể số 8 chuyển qua nhiễm sắc thể 21. Và cái kỹ thuật này thì rất may Đà Nẵng mình làm được và làm phục vụ cho toàn thành phố Đà Nẵng luôn. Thì các bệnh viện bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa người ta cũng gửi qua đây để làm. Đấy. Cái nhiễm sắc thể đầu này. Còn đây là dấu ấn miễn dịch để giúp chúng ta biết đó là dòng gì, dòng tủy hay dòng lympho, lympho đó là lympho B hay lympho T, thì dựa vào các dấu ấn, các CD, ví dụ CD 13, 33 dương tính thì đó là mặt cầu cấp dòng tủy, còn CD 19, CD 22 dương tính, CD 20 thì gọi là mặt cầu cấp dòng lympho B, còn CD 3 dương tính, CD 7 dương tính thì gọi là mặt cầu cấp dòng lympho T. Thì cái này thì bệnh viện mình cũng làm được, và cũng phục vụ cho toàn bộ thành phố Đà Nẵng luôn. Đây là cái xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán mặt cầu cấp. À, chọc tủy thì giúp chúng ta chẩn đoán mặt cầu cấp, nhưng mặt cầu cấp đó là cấp dòng gì thì phải là dấu ấn miễn dịch, là cái xét nghiệm này. Rồi sau khi chẩn đoán mặt cầu cấp rồi, trong tủy rồi thì chúng ta phân loại dưới nhóm đó. Rồi trước đây thì phân loại dựa vào hình thái từ thể M1 M7, bây giờ thì người ta ít dùng cái này mà bây giờ người ta phân loại theo hu, dựa vào dấu ấn di truyền, dựa vào dấu ấn miễn dịch, dựa vào di truyền, người ta phân loại theo hu. Chứ còn cái M1 M7 này, thời xưa cách đây cũng 30 năm rồi, bây giờ người ta ít dùng. Đây hu hu thì người ta chia và dựa vào di truyền này để chia các thể này. Ngoài ra cũng khi mà không không có các di truyền đặc trưng thì người ta chia ra thành từng nhóm tương tự giống như cái M1 M2 M3 đấy, nhưng mà bên hu thì có đặc trưng là có thêm cái di truyền nữa. Đấy, cái này mình cũng giới thiệu cho các bạn biết thôi. Đấy. Khi nào các bạn đi chuyên khoa huyết học thì các bạn đi sâu hơn về cái này, chúng ta chẩn đoán được mặt cầu cấp trong tủy thế là cũng giỏi lắm rồi. Về sau khi chẩn đoán xong mặt cầu cấp dòng tủy, chúng ta biết rồi, ung thư các bệnh lý ung thư khác thì thường là giai đoạn 1, 2, 3, 4 dựa vào T, N, M theo bảng phân loại T, N, M. Còn đối với ung thư máu mặt cầu cấp thì ung thư máu nói chung thì có mặt cầu cấp và mặt cầu mạn. Mà mặt cầu cấp thì dòng tủy, dòng lympho thôi, chứ không có giai đoạn 1, 2, 3, 4 gì hết. Không có giai đoạn cuối, giai đoạn sớm nhất. Hắn là cấp tính, cấp tính. Và cấp hay mạn, thực ra mặt cầu cấp hay mặt cầu mạn người ta chia như vậy là dựa vào gì? Ngoài cái cơ chế bệnh sinh về mặt lâm sàng, dựa vào về cái lâm sàng, cấp là do nó có rất cấp tính, còn mạn nó tiến triển cả tháng cả năm, còn cấp là trong vòng một tháng nữa mình không điều trị bệnh nhân tử vong ra gọi là cấp tính. Vì sau khi chẩn đoán xong thì chúng ta điều trị đây, điều trị ung thư máu là một điều trị khó, đâm ra các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng mình thì chỉ có mình bệnh viện ung bướu, bệnh viện Đà Nẵng, đa khoa Đà Nẵng, và bệnh viện trẻ em thì có thêm bệnh viện sản nhi nữa, còn gần như các bệnh viện khác người ta không điều trị ung thư máu này. Lý do là đòi hỏi thứ nhất là hai việc: một phải có hóa chất đặc thù, mấy cái hóa chất đặc hiệu này không phải bệnh viện nào cũng có. Cái thứ hai là cái điều trị hỗ trợ hết sức quan trọng, là bệnh nhân được truyền máu, truyền tiểu cầu rất nhiều, chúng ta phải cơ sở lớn có đủ máu. Còn nếu chúng ta không có thuốc, chúng ta không có các chế phẩm máu thì gần như chúng ta không thể điều trị được ung thư máu. Thì điều trị đặc hiệu đương nhiên cái bệnh lý này là bệnh lý hệ thống, máu nó chảy khắp nơi cơ thể, chúng ta chủ yếu chúng ta dùng hóa trị. Còn một số ung thư khác thì người ta có thể dùng xạ trị, phẫu trị, còn riêng bệnh ung thư máu là chỉ hóa trị. Và phác đồ kinh điển, phác đồ gọi là phác đồ 73, nghĩa là chúng ta 7 ngày cytarabine và 3 ngày daunorubicin. Phác đồ này ra đời cũng gần 50 năm rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chạy tốt, vẫn phác đồ chuẩn. Còn một số thể khác nhau, ví dụ thể M3 chẳng hạn, người ta có thể dùng các thuốc khác đặc hiệu hơn. Nhưng mà về cơ bản chúng ta biết là dùng phác đồ 73. Và sau khi điều trị tấn công, chúng ta cho thuốc 7 ngày, bệnh nhân mất khoảng 3-4 ngày hồi 3-4 tuần để hồi phục thì chúng ta cần phải điều trị củng cố. Còn nếu không điều trị củng cố là nó sẽ bị tái phát. Cái điều trị củng cố này tùy, có thể dùng cytarabine liều cao hoặc ghép tùy vào thể bệnh của bệnh nhân. Đấy là điều trị đặc hiệu, điều trị tiêu diệt tế bào ung thư ấy. Còn cytarabine và daunorubicin là hai hóa chất đâm ra chúng ta gọi là hóa trị đấy. Và cái này nó gọi là thuốc độc tế bào. Nó vào nó gây tiêu diệt các tế bào đang tăng sinh, tiêu diệt tế bào. Tế bào ung thư cũng bị tiêu diệt mà tế bào lằn cũng bị tiêu diệt luôn, nhưng mà tế bào lằn từ từ hồi phục lại.
điều trị hỗ trợ thì đương nhiên chúng ta đã thiếu máu, chúng ta thiếu truyền máu, xuất huyết chúng ta truyền tiểu cầu, nhiễm trùng chúng ta dùng kháng sinh kháng nấm, rồi chúng ta dự phòng hội chứng ly giải u do tế bào ung thư nó bị tiêu hủy đấy, nó bị phá hủy ra. Cho nên chúng ta dự phòng ly giải u sẽ gây suy thận, gây rối loạn điện giải, chúng ta cần dự phòng. Về cái điều trị, cái điều trị củng cố đấy, như mình nói điều trị củng cố thì tùy thuộc hóa trị tấn công thì đương nhiên chúng ta 73 rồi không nói gì, nhưng mà cái củng cố thì tùy thuộc vào cái nguy cơ, dựa vào cái nhiễm sắc thể. Nếu mà nguy cơ thấp thì chúng ta chỉ cần hóa trị là được rồi, còn nguy cơ cao thì chúng ta phải ghép tủy, hóa trị đáp ứng rất kém. Nhưng mà nếu bệnh nhân nguy cơ cao này buộc chúng ta phải tư vấn họ ghép, ghép tủy đồng loài, nghĩa là lấy người khác ghép cho mình. Hiện tại thì Việt Nam mình chỉ có Hà Nội với Sài Gòn làm được ghép tủy đồng loài này, còn Huế cũng ghép tủy, một ghép tủy tự thân này chứ chưa ghép tủy đồng loài được. Ghép tủy đồng loài là phức tạp hơn. Và bệnh nhân trên 60 tuổi thì hóa chất nói chung tương đối khó khăn, họ vừa bị lớn tuổi, nhiều bệnh kèm, vừa ung thư, đâm ra chúng ta có thể gia giảm, có thể phác đồ 73 thành 2 năm chẳng hạn, nghĩa là 5 ngày cytarabine, 2 ngày dano thôi, hoặc là đơn trị thôi, hoặc cytarabine hoặc các thuốc hóa chất khác đơn trị. Chứ còn nếu 73 không, nhiều khi họ chịu không được, họ suy tủy kéo dài và bệnh nhân chết do suy tủy. Còn hội chứng ly giải u thì như vậy, tế bào ung thư đây, tế bào blast đây, khi chúng ta nó tăng sinh nhiều quá nó bị vỡ chẳng hạn, vỡ thì nó gây giải phóng kali, nó làm tăng axit uric, tăng kali, rồi nó làm giảm canxi đấy, nghĩa là gây rối loạn điện giải, rồi tăng axit uric, cái này dễ gây suy thận, gây các triệu chứng bên tim mạch nữa, nên là chúng ta phải dự phòng cái triệu chứng này. Và sau khi điều trị chúng ta tấn công 73 đấy một tuần thì sau khoảng 3 tuần bệnh nhân sẽ hồi phục. Như vậy tổng cộng điều trị khoảng trên dưới một tháng thì chúng ta phải đánh giá lại xem bệnh nhân có đáp ứng không. Thì đáp ứng có thể là đây, lùi bệnh hoàn toàn nếu gần như công thức máu bệnh nhân trở về bình thường và tế bào blast trong tủy đồ chúng ta chọc lại dưới 5%, còn không hoàn toàn là blast còn 5-20%, và nếu không lùi bệnh thì cái số này rất buồn là blast trên 20%. Như vậy sau một tháng chúng ta phải chọc tủy đánh giá lại. Đây là cái chương trình của các bạn thấy là khi chúng ta điều trị một bệnh nhân ở giai đoạn tấn công. Đây, bệnh nhân vào chúng ta đây, khi bệnh nhân vào chúng ta đây là như vậy là tiểu cầu bệnh nhân rất thấp, còn khoảng có 15 thôi, bình thường chúng ta 200-300. Mặt cầu hạt bệnh nhân rất thấp, bình thường chúng ta phải trên 1.500, bệnh nhân khoảng 0.3-0.4 thôi. Hemoglobin bệnh nhân được 40 đây, bình thường chúng ta phải 120. Đây, nhưng rất thấp. Thì chúng ta tấn công 73 trong vòng 1 tháng. Đây, 4 tuần, 1 tháng. Và trong quá trình này là chúng ta gì? Chúng ta chuyển hóa chất. Đây, chuyển hóa chất đây. Chuyển hóa chất. Đây, 1 tuần chúng ta chuyển hóa chất. 7 ngày, 3 ngày. Và chúng ta chuyển tiểu cầu rất nhiều. Chúng ta chuyển máu rất nhiều. Và sau gần 1 tuần thì bệnh nhân hồi phục dần. Sau gần 1 tháng, bệnh nhân bắt đầu hồi phục dần. Tiểu cầu lên dần. Mặt cầu lên dần. Tiểu cầu lên dần. HB lên dần. Đấy, như vậy hồi phục. Hồi phục sau chúng ta phải củng cố 3 lần nữa. Đấy, củng cố một cytarabine được. Đấy, củng cố đa số củng cố cytarabine. Củng cố xong thì mỗi lần củng cố thì bệnh nhân lại suy tủy, rồi lại hồi phục, rồi suy tủy hồi phục, và sau cùng thì bệnh nhân sẽ hồi phục dần và bệnh nhân không điều trị gì nữa mà chỉ theo dõi thôi. Đây là cái sơ đồ để các bạn hình dung ra cái quá trình điều trị, và để điều trị hết một đợt tấn công 3 đợt củng cố này hết tầm khoảng 20 tuần đấy, các bạn thấy. Đấy, quá trình điều trị của bệnh nhân. Và kết quả điều trị thì về cơ bản thì đây thường gặp nhất, ví dụ những bệnh trẻ 15-19, từ 15-59 tuổi thì các bạn thấy trước đây điều trị rất kém, sống 5 năm 10 năm có 5% thôi, thì bây giờ hiện tại bây giờ thì khoảng 50%, sau 5 năm sống được 50%, nghĩa là 10 bệnh nhân thì chúng ta được 5 bệnh nhân sống được sau 5 năm, còn 5 bệnh nhân sẽ tử vong. Đây là cái điều trị nói chung. Còn bệnh nhân trên 60 tuổi thì nói chung kém hơn nhiều, sau 5 năm tầm khoảng 20%. Đấy, các bạn biết để ví dụ có bệnh nhân ung thư máu thì chúng ta biết tư vấn thế nào. Đấy, chúng ta biết đấy, bệnh nhân trẻ thì hy vọng sau 5 năm được khoảng 50%. Và các bạn thấy những bệnh nhân này mà khi thực ra nó đã lui bệnh rồi, nó sau 5 năm rồi thì thường nó khỏi luôn. Đấy, các bạn, cái đường biểu diễn nó rất dài, nhưng nó sống gần như nếu sau 5 năm mà vẫn khỏi
vẫn không tái phát thì người ta sống gần như cũng tuổi thọ gần như người bình thường. Bây giờ chúng ta sang mặt cung cấp dòng lympho thì cũng tương tự mặt cung cấp dòng tủy thôi, nó cũng là tăng sinh ác tính của tế bào, nhưng mà tế bào gốc này là tế bào gốc dòng lympho, nhưng bên kia là dòng gốc tế bào gốc dòng tủy, và bên này gốc dòng lympho. Và cái đây là để phân biệt giữa mặt mặt cung cấp lympho với u lympho. U lympho là cũng bất thường tế bào lympho, nhưng mà bất thường tế bào trưởng thành ở các cơ quan lympho ngoại vi, nghĩa là tại hạch, tại lách. Còn ở đây là tại tế bào non, tại tủy xương, mặt cung cấp. Và phân loại thì trước đây phân loại ba thể theo hình thái L1, L2, L3, thì bây giờ cũng vậy. Bây giờ thì quên, bây giờ thì thường phân loại theo WHO, đấy, theo Tổ chức Y tế Thế giới, và chia thành hai nhóm tế bào B và T. Còn vì sao biết B, vì sao biết T là dựa vào dấu ấn miễn dịch như cái slide trước mình nói. Đây, dựa vào B, B là các dấu ấn này dương tính, còn T là các dấu ấn này, các dấu ấn trên màng tế bào. Về lâm sàng thì cơ bản cũng giống như bên mặt cung cấp dòng tủy, nghĩa là các bệnh nhân bị suy tủy chức năng, đồng thời gan lát thật lớn. Đây mình ví dụ suy tủy chức năng xuất huyết này, đây giả sử bệnh nhân dòng T nha, xuất huyết có 28% bệnh nhân bị này, nhiễm trùng 22% này, hạch lớn 77% này, gan lớn 45% này, lát lớn 55%. Đấy các bạn thấy. Đấy. Ngoài ra có thêm triệu chứng thần kinh trung ương, thâm nhiễm thần kinh trung ương, dòng T hay thâm nhiễm. Đấy là lâm sàng như vậy. Cơ bản là gì? Xuất huyết, thiếu máu, nhiễm trùng, đồng thời gan lát thật lớn, cơ bản là thế. Mặt cầu thì cũng thế. Mặt cầu hạt thì giảm, tiểu cầu giảm, HB giảm. Còn cái mặt cầu tổng á thì có thể tăng, cũng có thể giảm, tùy. Vì sao? Vì sao tăng, vì sao giảm? Tăng là nếu cái blood ấy, cái tế bào blood trong tủy xương mà nó chạy được ra máu ấy, thì là mặt cầu tổng nó sẽ tăng. Còn nếu blood mà nó chỉ ở trong tủy thôi, nó không ra máu được, thì chúng ta thấy mặt cầu chung nó sẽ giảm. Còn mặt cầu hạt thì đương nhiên giảm rồi. Về điều trị, sau khi chẩn đoán xong mặt cung cấp lympho xong thì chúng ta điều trị thôi, và điều trị ngay, phải điều trị càng sớm càng tốt, bị bệnh diễn tiến rất cấp tính. Thì nếu như bên mặt cung cấp dòng tủy là chúng ta dùng gì, dùng phác đồ tấn công sau đó củng cố, về cơ bản là vậy. Còn bên mặt cung cấp lympho thì hơi khác một chút, chúng ta cũng tấn công, chúng ta phải củng cố, nhưng mà chúng ta phải có duy trì nữa, duy trì từ 1 đến 2 năm, rồi chúng ta giữ phòng thâm nhiễm thần kinh trung ương nữa. Thì các bạn biết lâm sàng nó cái mặt cung cấp lympho nó hay bị thâm nhiễm thần kinh trung ương, nếu chúng ta không dự phòng thì thâm nhiễm vào tủy sống, vào não, nên ra cái hiệu quả điều trị nó kém hơn nhiều. Và phác đồ là nhiều phác đồ, bên dòng tủy thì có 73 thôi, còn cái này nhiều phác đồ, tùy thuộc vào cái thuốc mình có, tùy thuộc vào cái thói quen của bác sĩ, cái kỹ năng của bác sĩ. Phác đồ hiện tại thì trên khoa hay dùng CanGB hoặc là UK12 này, hoặc Hypersivat, tùy. Ba phác đồ này đều được sử dụng, và bên cạnh đó phải điều trị hỗ trợ, đương nhiên là thiếu máu, xuất huyết, nhiễm trùng, chúng ta phải điều trị hỗ trợ. Ở đây mình ví dụ một phác đồ rất rất phức tạp, điều trị kéo dài tầm 2 năm, tấn công này, rồi tăng cường này, rồi dự phòng thần kinh trung ương này, rồi củng cố 1 này, củng cố 2 này, củng cố 3 này, củng cố 4 này, duy trì này. Đây là mình chẩn đoán cái phác đồ, rồi thuốc vào ngày nào bác sĩ cũng không thuộc hết được, mà người ta phải dở phác đồ ra rồi người ta vào đúng cái phác đồ như thế, tương đối phức tạp. Nên mình chỉ giới thiệu một cái phác đồ, các bạn thấy nó phức tạp cỡ nào. Và hiệu quả điều trị thì mặt cung cấp lympho thì hiệu quả điều trị cũng khá tốt, đặc biệt trẻ em. Ví dụ như trẻ em, đây trẻ em đây. Thì các bạn biết trẻ em bây giờ sau 10 năm, hiện tại bây giờ sau 10 năm là 90% bệnh nhân vẫn còn sống. Như vậy mặt cung cấp lympho trẻ em được xem là điều trị khỏi. Đấy. Như vậy là 10 em thì 9 em sống được sau 10 năm và gần như cuộc sống trở về bình thường. À, như vậy giả sử bệnh nhân mà ung thư máu mà mặt cung cấp lympho trẻ em thì chúng ta không đáng ngại lắm. Người lớn thì kém hơn. Người lớn sau 10 năm thì được khoảng 45%. 45% thôi. Đây 45%. Đấy. Người lớn thì sau 10 năm được khoảng 45%. Đấy. Tất nhiên so với những năm trước đây là cải thiện nhiều đấy. Nhưng mà hiện tại bây giờ tầm khoảng 40-45% sau 10 năm. Còn trẻ em thì tới 90%. À, như vậy thì mặt cung cấp lympho trẻ em bây giờ người ta xếp vào nhóm điều trị khỏi. Về tiên lượng, cái này cũng mình cũng phải biết, mà bệnh nhân nhiều khi cũng hỏi, người nhà hỏi, thì tiên lượng của bệnh này tùy thuộc vào nhiều yếu tố, tùy thuộc vào những yếu tố của bệnh nhân và tùy thuộc vào những yếu tố của bệnh nữa. Bệnh nhân là tuổi này, càng lớn tiên lượng càng kém, là thể lực này, bệnh kèm này, nhiều bệnh kèm tiên lượng càng kém. Còn phụ thuộc vào bệnh, ví dụ có xâm lấn thần kinh trung ương không, có biến loạn nhiễm sắc thể thế nào, rồi lui bệnh hoàn toàn sau khi điều trị đợt đầu tiên không. À, thì từ đó chúng ta biết được cái tiên lượng. Nhưng mà nói chung thì
tỷ lệ sống còn là như vậy. Đây là một cái bệnh nhân bạch cầu cấp. Khi vào chúng ta là thường bệnh nhân có khoảng 1.000 tỷ tế bào ung thư rồi. Chúng ta điều trị tấn công, sau đó chúng ta điều trị củng cố. Nếu bệnh nhân thành công ấy, thì như vậy thì bệnh nhân còn khoảng 10 mũ 4 tế bào. Đây, 10 mũ 4. Như vậy còn khoảng 10.000 tế bào ung thư. Từ 1.000 tỷ chúng ta điều trị hóa chất rất mạnh thì bệnh nhân còn khoảng 10 mũ 4 là tầm khoảng 10.000 tế bào ung thư. Thì 10.000 tế bào ung thư sẽ xảy ra điều gì? Nếu hệ miễn dịch của bệnh nhân tốt thì bệnh nhân tiêu diệt luôn và bệnh nhân khỏi luôn. Còn nếu không thì một ngày đẹp trời bệnh nhân sẽ tái phát. Một ngày đẹp trời bệnh nhân sẽ tái phát. Như vậy thì vì thế đối với bệnh lý ung thư chúng ta điều trị xong rồi, bệnh nhân gần như khỏe mạnh bình thường rồi, nhưng mà 3 tháng 6 tháng chúng ta phải đi tái khám là vì thế. Tái khám mục đích là phát hiện cái gì? Cái tái phát đấy. Nhưng mà thường sau 5 năm mà bệnh nhân không tái phát thì khả năng tái phát rất thấp. Nên là đối với ung thư mà bệnh nhân sau 5 năm mà không tái phát người ta xem là khỏi. Còn thường tái phát trong vòng 2 năm đầu. 2 3 năm đầu đã tái phát rồi. Về tóm tắt cái bệnh bạch cầu cấp thì như vậy là lâm sàng có hai triệu chứng chính. Một là triệu chứng suy tủy xương, thiếu máu nhiễm trùng xuất huyết. Hai là thâm nhiễm cơ quan, gan hạt lớn. Chẩn đoán đương nhiên là phải tủy đồ. Nhưng mà tủy đồ giúp chúng ta chẩn đoán là bạch cầu cấp thôi. Còn muốn biết đó là lympho hay là bạch cầu cấp trong tủy thì phải là dấu ấn miễn dịch. Ngoài ra biết tiên lượng bệnh nhân, xem bệnh nhân nhóm tiên lượng xấu hay tốt, chúng ta phải làm nhiễm sắc thể, làm phân tích gen để biết tiên lượng. Điều trị thì cơ bản là chúng ta dùng hóa trị và điều trị nâng đỡ. Và một số thể bệnh, đặc biệt bạch cầu cấp lympho, chúng ta phải dự phòng thần kinh, thâm nhiễm thần kinh trung ương. À, nói thì mấy dòng như vậy nhưng mà điều trị nó tương đối phức tạp. Điều trị tương đối phức tạp. Bệnh nhân phải có hóa chất đặc thù, bệnh nhân phải thường có cái phòng gọi là phòng vô trùng, phòng gọi là phòng ít nhiễm trùng nằm riêng. Không thôi là trong qua một tháng điều trị là bệnh nhân bạch cầu gần như bằng không, rồi bệnh nhân phải có chế phẩm máu đầy đủ. Nếu chúng ta không có chế phẩm máu đầy đủ thì không thể điều trị được. À, như vậy mình đi qua xong là cái bệnh bạch cầu cấp dòng lympho. Bây giờ cái bệnh thứ hai chúng ta cũng thường gặp hơn là u lympho ác tính. Thì u lympho ác tính thì nó cũng là rối loạn ác tính của tế bào lympho, nhưng mà nếu bạch cầu cấp lympho là tế bào non ở trong tủy xương ấy, còn u lympho ác tính là cũng rối loạn nhưng mà ở trong hệ thống lympho ngoài tủy xương ấy, ở gan lát à quên ở hạt ở lát các mô lympho dưới niêm mạc. Cái vị trí khởi phát này là khác biệt giữa bạch cầu cấp lympho đấy, u lympho. Và đối với lympho phân loại của nó là hai loại nhóm chính là không Hodgkin và Hodgkin. Hodgkin là một bác sĩ về mô tả một cách tương đối đầy đủ cái bệnh này, nên ra người ta đặt tên để lấy tên bác sĩ đó đặt tên luôn. Thì lúc đầu là một thể bệnh, sau đó người ta phát hiện ra hai thể bệnh, người ta gọi là cái thể bệnh lúc ban đầu người ta Hodgkin, sau đó người ta phát hiện thêm thể bệnh nữa người ta đặt không Hodgkin. Thì hai cái thằng này khác nhau một chút về mặt lâm sàng. Thì Hodgkin thường là lan tràn theo hệ bạch huyết. Về dân gian thì nhiều khi mình gọi u lympho bệnh nhân khó hiểu, đâm ra nhiều khi mình nói bệnh nhân là ung thư hạt. Bên leukemi bạch cầu cấp thì chúng ta gọi ung thư máu, còn bên này là ung thư hạt. Thì Hodgkin là lan tràn theo hệ bạch huyết, còn bên này là lan tràn theo đường thường đường máu. Rồi bệnh nhân đa số tổn thương ở trong hạt thôi, ít khi gặp ngoài hạt. Còn thằng này thì Hodgkin có thể gặp ngoài hạt. Bệnh nhân Hodgkin thì có triệu chứng toàn thể, nghĩa là có thể gặp sốt, sụt cân và có ảnh hưởng đến giá trị tiên lượng. Còn thằng này thì ít gặp hơn. Rồi tổn thương hạt thì thường theo trục này. Còn bên này thường tổn thương hạt ngoại vi, hạt mạch gel. Lâm sàng của Hodgkin thì thường khá thuần nhất giống nhau. Còn lâm sàng bên này đa dạng, lý do là tổn thương ngoài hạt nhiều, lâm sàng đa dạng. Và Hodgkin thường là tiên lượng tốt, điều trị hóa chất đáp ứng rất tốt. Còn cái thằng không Hodgkin thì có rất nhiều thể bệnh, lâm ra tùy thể. Có thể đáp ứng tốt, có thể thì đáp ứng kém hơn một chút. Đấy mới phân biệt một cách đại cương như vậy. Về giai đoạn của u lympho thì nếu như bên mặt cung cấp thì chúng ta chỉ có cấp và mạn thôi. Còn bên này thì quên mặt cung cấp là bệnh cấp rồi. Còn mặt cung mạn là bệnh riêng. Cấp thì có dòng tủy, dòng lympho. Còn bên u lympho thì chúng ta phân là 1, 2, 3, 4 giai đoạn. Một là có một vùng hạch. Hai là hai vùng hạch nhưng mà trên cơ hoành. Trên cơ hoành. Ba là hai vùng hạch mà hai bên cơ hoành. Còn bốn là thâm nhiễm các cơ quan ngoài hạch. Vừa hạch vừa có thâm nhiễm cơ quan ngoài hạch nữa. Còn cái triệu chứng B là triệu chứng hệ thống đấy. Thì có một trong ba triệu chứng.
nghĩa là sốt trên 38 độ mà không giải thích được nguyên nhân, rồi đổ mồ hôi ban đêm và sụt cân trên 10% thể trọng trong 6 tháng mà không giải thích được nguyên nhân. Thì những cái này gọi là triệu chứng B, triệu chứng hệ thống của bệnh lý u lympho. Và cái hạt này là vùng hạt nha. Giả sử bệnh nhân có hai hạt mà đều ở nát cả thì vẫn là giai đoạn 1 mà thôi. Nên là hạt người ta phải chia vùng hạt. Vùng ví dụ bệnh nhân có 5 hạt chẳng hạn mà đều nằm ở cổ hết thì vẫn là giai đoạn 1 thôi. Còn bệnh nhân có hai hạt, một hạt ở nát, một hạt ở bụng, ở bẹt thì vẫn là giai đoạn 3. Mặc dù có hai cái, và mặc dù 5 cái mà đều cổ cả thì vẫn là giai đoạn 1, nên là vùng hạt. Thì người ta chia thành một số vùng đấy, vùng cổ cả một vùng này, vùng thượng đòn này, vùng nát này, vùng trung thất này, vùng bụng này, vùng bẹn này, vùng chậu này. Đấy, ví dụ như thế, người ta chia vùng hạt. Và hạt thế nào mới bất thường? Thì thường trên viền 1,5 cm thì được xem bất thường. Ví dụ bệnh nhân có một hạt ở nát, một hạt ở bẹn. Hạt nát thì chúng ta xin thiết là u lympho, còn hạt bẹn thì đương nhiên chúng ta đâu có xin thiết, thì làm sao biết cái hạt bẹn này là bất thường hay không bất thường? Thì thường người ta quy ước là trên 1,5. Ví dụ giả sử bệnh nhân này hạt nát, chúng ta xin thiết u lympho rồi, bệnh nhân có thêm hạt bẹn nữa mà hạt bẹn này 3 cm, à như vậy giai đoạn 3 rồi. Nhưng mà hạt bẹn nó cũng có mà có 1 cm thôi thì chúng ta phải vẫn xem nó bình thường, mà như vậy bệnh nhân vẫn giai đoạn 1 mà thôi, ví dụ như thế. Tất nhiên đấy là thời xưa, bây giờ có phương tiện tốt hơn là người ta biết được hạt bẹn này mặc dù kích thước nhỏ nhưng vẫn có thể ác tính, là nhờ vào cái PET CT. Đây cái PET CT này thì rất may là Đà Nẵng mình có chụp được, nhưng đối đắt, mặc dù đắt tiền, một lần chụp thì khoảng trên dưới 20 triệu. Thì bệnh viện Đà Nẵng chụp được và bệnh viện mình thỉnh thoảng sẽ gửi bệnh nhân qua để chụp. Như vậy đây, các bạn thấy những cái tổn thương ác tính, mặc dù kích thước mấy tôi không biết nhưng mà nó sẽ bộc lộ ra. Đây, tổn thương ác tính. Đây các hạt đây, đây ác tính. Và các bạn thấy không? Khi bệnh nhân chỉ cần điều trị 2 chu kỳ, đây bệnh nhân hút kim 2 chu kỳ thôi mà hạt gần như bay hết. Đấy, như vậy là hút kim là đáp ứng rất tốt. Thì cái PET CT này giúp chúng ta chẩn đoán giai đoạn rất tốt, biết nó là 1 hay 2 hay 3. Còn nếu dựa vào hình ảnh không thì nhiều khi cái hạt nó có 1 cm, theo lý thuyết là mình xem nó bình thường nhưng nhiều khi nó là bất thường. Thì cái PET CT giúp chúng ta chẩn đoán giai đoạn, và thứ hai là đánh giá đáp ứng điều trị rất tốt. Chỉ có điều nó hơi đắt tiền, một lần chụp cũng trên dưới 20 triệu. Cũng rất may là bảo hiểm thanh toán cái này, chứ không thì bệnh nhân bỏ tiền ra thì cũng rất lãng phí. Như vậy là nếu có điều kiện là đối với u lympho chúng ta nên chụp PET CT và nên chụp 2 lần, một lần trước để chúng ta biết trước khi điều trị và một lần sau để sau khi điều trị chúng ta đánh giá. Và các bạn thấy kết quả rất hoàn mục. Như vậy cái PET CT này giúp cho chúng ta đánh giá giai đoạn cũng như đáp ứng điều trị rất tốt. Bệnh nhân vào vì chúng ta vì hạt lớn, nhưng mà chẩn đoán xác định chúng ta thì dựa vào gì? Chủ yếu là giải phẫu bệnh, chúng ta phải xin thiết mới biết được. Cái này giống như các ung thư khác thôi, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư đại trực tràng, các ung thư khác, ung thư phổi thôi, đều phải dựa giải phẫu bệnh. Và để xác định thể bệnh thì chúng ta dựa vào hóa mô miễn dịch, cũng giống như bên kia mặt cầu cấp, chúng ta tủy đồ để biết là mặt cầu cấp, nhưng còn biết đó tủy đồ mặt cầu cấp đó là dòng lympho, dòng tủy thì chúng ta phải dựa vào các dấu ấn miễn dịch, còn bên này dựa vào hóa mô miễn dịch. Giờ chúng ta đi vào bệnh Hodgkin. Thì Hodgkin thì gọi là Hodgkin đó là những u lympho đương nhiên rồi. Nhưng mà phải có tế bào đặc trưng của nó, tế bào Richterberg này. Tế bào Richterberg. Bệnh này thì mô tả từ lâu rồi. Đấy Hodgkin mô cả từ thế kỷ Hodgkin mô tả bệnh từ thế kỷ 10 năm thế kỷ 18 nhá. Và đặc trưng của nó phải có cái tế bào này nhá. Và nó thường có 5 thể, trong đó 4 thể cổ điển và 1 thể là ưu thế lympho bào dạng nốt. Và bệnh hay gặp là khoảng trên dưới 30 tuổi. Mọi lứa tuổi đều gặp nhưng mà trước 30 tuổi hay gặp. Và lâm sàng của nó đương nhiên ung thư hạt thì hạt lớn, đa số hạt lớn. Có thể gặp cổ, nát, bẹn, bụng thì tùy. Rồi trung thất cũng có. Ngoài hạt cũng có nhưng ít gặp. Ngoài hạt cũng có gặp. Và triệu chứng toàn thân là như mình nói đấy. Sốt, sụt cân, ngứa. Về cân lâm sàng thì đương nhiên chủ yếu chúng ta cần phải xin thiết hạt thì ra được hình ảnh có tế bào này, tế bào đặc trưng. Ngoài ra có hình ảnh tổn thương của Hodgkin, đấy nhà giải phẫu bệnh sẽ đọc cho mình. Rồi các triệu chứng sinh hóa thì LDH có thể tăng này, rồi beta 2 có thể tăng này, và các xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh giúp chúng ta phân biệt được giai đoạn. Chủ yếu là siêu âm, mít quang, CT, PET CT, tủy đồ là giúp để đánh giá giai đoạn, đánh giá cái tổn thương mức độ nào. Thể bệnh như mình nói đây là có 5 thể cổ điển và 1 thể dạng nốt ưu thế lympho bào. Đó. Còn đây là 4 thể cổ điển. Cái này các nhà giải phẫu bệnh sẽ đọc cho mình. Và mỗi thể này nó có cái hình ảnh đặc trưng. Với giai đoạn, phân giai đoạn 1, 2, 3, 4. Đây. Một là gì?
một vùng ngặt thôi, còn hai là hai vùng ngặt nhưng mà trên cơ hoành, cùng phía cơ hoành, mình lộn, cùng phía có thể trên hoặc dưới. Còn ba là hai phía cơ hoành, còn bốn là tổn thương lan tỏa. Như vậy sau khi chúng ta hút kim, chúng ta chẩn đoán, thứ nhất là chẩn đoán bệnh hút kim bằng giải phẫu bệnh này, chẩn đoán thứ hai chẩn đoán giai đoạn này, giai đoạn này bằng gì, bằng các hình ảnh đấy, CT, MRI, siêu âm, X quang, PET CT, chọc tủy đầu để chẩn đoán giai đoạn. Sau khi chẩn đoán thể bệnh là bằng giải phẫu bệnh rồi thì sơ nốt hút kim thể giàu lympho, thể nghèo lympho, thể sơ nốt giai đoạn mấy thì chúng ta điều trị thôi. Điều trị thì hút kim có thể vừa kết hợp hóa trị và xạ trị tùy giai đoạn. Đấy. Và hóa trị thì thường dùng phác đồ nhiều nhất ABVD. ABVD viết tắt của bốn chữ Adriamycin, là biệt dược doxorubicin đấy. Tên gốc nó doxorubicin, rồi B là bleomycin, một kháng sinh chống ung thư, vin vinblastin, dacarbazine. Đây là các thuốc đều là độc tế bào hết, tiêu diệt tế bào ung thư hết. Và nếu giai đoạn sớm thì người ta thường ưu tiên hóa trị cộng xạ trị. Nếu người ta hóa 2-3 chu kỳ, người ta xạ thêm vào đó vào khoảng 3-40 gray nữa. Còn giai đoạn tiến triển khi lan tràn rồi, cả cổ, cả nách, cả bẹn rồi, thì cái đấy người ta thường là phải, nó mang chất hệ thống rồi, thường người ta ưu tiên hóa trị. Còn xạ trị chỉ bổ túc thôi. Khi chúng ta điều trị hóa trị mà nó còn sót lại một hai cái hạt, một một vùng hạt nào đó thì chúng ta xạ trị bổ túc, nhưng cơ bản là hóa trị nếu giai đoạn tiến triển. Còn giai đoạn sớm nghĩa là giai tổn thương ở một vùng hạt thôi thì người ta có thể kết hợp hóa và xạ. Và tiên lượng thì người ta chia nhiều yếu tố, bệnh nhân tùy thuộc vào số lượng các yếu tố này và tiên lượng. Ví dụ bệnh nhân chỉ có duy nhất là nam giới thôi, còn các yếu tố khác không có thì bệnh nhân 5 năm có thể tới 80% sống 5 năm mà vẫn không 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 tái phát. Đấy. Còn bệnh nhân mà có 4 5 yếu tố này thì bệnh nhân chỉ còn 50% thôi. Nhưng mà nói chung điều trị Hodgkin là tương đối tốt. Đây. Đây bệnh nhân tỷ lệ sống toàn bộ của bệnh nhân mà trên 60 tuổi. Đây, sau 5 năm các bạn thấy 90% luôn. Bệnh nhân dưới 60 tuổi 90% vẫn sống 5 năm. Còn bệnh nhân trên 60 tuổi thì kém hơn, tầm khoảng 50% thôi. À, như vậy tuổi có vai trò trong tiên lượng bệnh nhân. Đấy. Nhưng tóm lại Hodgkin là bệnh có thể điều trị được và bệnh nhân sống rất ngoạn mục. 5 năm là 90% và sau 9 năm cũng thế, cũng tầm 80-90%. Như vậy bệnh nhân mà sau 5 năm không tái phát thì các bạn thấy nó sống đều đều đấy. Cái tỷ lệ nó không giảm, chứng tỏ bệnh nhân vẫn còn sống. Bây giờ chúng ta qua bệnh lý không Hodgkin. Thì nếu Hodgkin là tầm khoảng trước 30 thì bệnh này thường là 45 đến 55 tuổi. Và nguyên nhân thì cơ bản thì cũng giống như một số ung thư khác, có thể do yếu tố miễn dịch, yếu tố bệnh tự miễn, yếu tố môi trường có hóa chất, yếu tố nhiễm khuẩn. Nhưng trên từng bệnh nhân cụ thể thì mình khó không biết nguyên nhân đó là cái gì. Lâm sàng đương nhiên hạt lớn, nhưng mà lưu ý là cái bệnh này có khoảng 3-40% là tổn thương ngoài hạt. Ngoài hạt có thể là dạ dày, có thể hốc mắt, có thể da, có thể xương, có thể vú. Và 25% nó có triệu chứng B, nghĩa là sốt, da mồ hôi, sụt cân, một trong ba cái. Và bệnh nhân giai đoạn muộn thì đương nhiên các triệu chứng của chèn ép, của xâm lấn rồi, thế thì nó đa dạng. Đây, vị trí ngoài hạt, u lympho không kim, các bạn thấy mặc dù là dân dã hay gọi ung thư hạt, nhiều khi nó tổn thương ngoài hạt rất nhiều. Đấy. Ở amidan vòng Wannier này, ở đường tiêu hóa này, ở da, ở hốc mắt, ở mũi, ở xương, ở tinh hoàn, ở tuyến giáp, ở ngoài màng cứng, ở tuyến nước bọt, ở thần kinh trung ương, ở khoa mình thì tất cả những cái vị trí này đều có thể gặp u lympho hết. Và khoa mình đều gặp hết. Như vậy ngoài hạt ra thì đều tổn thương, đây là tổn thương ở xương, là tổn thương các tế bào lympho ở xương ấy, các bạn lưu ý đấy. Ví dụ mình có bệnh nhân bị tổn thương ở đường tiêu hóa, ở dạ dày, u lympho đường tiêu hóa. À, nhưng mà tại dạ dày thì chúng ta không thể gọi ung thư dạ dày được. Ung thư dạ dày là ung thư của carcinom tế bào biểu mô dạ dày ấy. À, còn đây ung thư của mặc dù tại dạ dày nhưng mà tế bào lympho tại dạ dày. Như vậy là vị trí ngoài hạt ở đây nhưng mà không phải tế bào này, ví dụ ung thư ở tinh hoàn nhưng mà thực chất là tế bào lympho ở tinh hoàn ấy, chứ không phải ung thư tinh hoàn. Chúng ta nếu chúng ta chẩn đoán ung thư tinh hoàn là tế bào của cái ung thư tinh hoàn ấy, còn đây là tế bào lympho tại tinh hoàn ấy. Đâm ra ví dụ cái bệnh lý ung thư lympho tại dạ dày của mình thì mình không thể chẩn đoán ung thư dạ dày được. Bệnh nhân đề thì mình bác làm răng làm, bác không thể dùng chữ u lympho được, bác ghi chữ ung thư cho em thì mình phải ghi là u lympho nấu kim mở ngoặc tại dạ dày đó, phải ghi như thế. Đấy. Mặc dù biểu hiện của họ là tại dạ dày nhưng đây là u lympho chứ không phải ung thư dạ dày.
Thì tương tự các tổ chức ngoài hạt này cũng thế. Mặc dù tổn thương thần kinh trung ương, nhưng chúng ta không thể ghi là một cái ung thư não nào đó, mà chúng ta ghi là u lympho tại não. Về cận lâm sàng, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là sinh thiết. Sinh thiết giúp chúng ta chẩn đoán được bệnh lý ác tính, đó là Hodgkin hay không Hodgkin, thậm chí thể bệnh đó thể bệnh gì. Và kèm theo chúng ta phải làm hóa môn miễn dịch trên cái tế bào sinh thiết này, giúp chúng ta chẩn đoán được gì, thể bệnh. Còn các xét nghiệm khác thì giúp chúng ta đánh giá bệnh nhân trước khi điều trị, vì công thức máu này, các xét nghiệm sinh hóa, LDH giúp chúng ta tiên lượng nữa. Và đặc biệt các chẩn đoán hình ảnh, đây hình ảnh rất quan trọng, giúp chúng ta hình ảnh quan trọng nói chung trong ung thư, nói chung không phải riêng u lympho, giúp chúng ta chủ yếu chẩn đoán giai đoạn, chẩn đoán tổn thương ở vị trí nào. Ngoài hình ảnh thì chúng ta phải chọc tủy nữa, vì nhiều bệnh nhân mặc dù có một cái hạt thôi, một nát thôi, nhưng mà tủy đầu là có xâm lấn rồi, như vậy là giai đoạn 4 rồi. Còn các xét nghiệm di truyền sinh học phân tử thì tùy, cái này không làm thường quy, chỉ những trường hợp khó. Và xếp loại u lympho không Hodgkin thì đương nhiên rất nhiều loại, mình không đi sâu vào, nó chia làm dòng B và dòng T. Các bạn thấy tế bào B lớn lan tỏa này. Ở mình hay gặp tế bào lớn lan tỏa đây, cái thể nang này, rồi tế bào thể nang này, tế bào thể áo khoác này, tế bào thể bớt kít này, ví dụ như thế. Rồi T ngoại vi này, những thể mình thường gặp. Ngoài ra những thể khác nữa, có 20-30 thể khác nhau, tùy vào hình thái, tùy vào cái dấu ấn miễn dịch, tùy vào đặc điểm lâm sàng. Vì sao có nhiều thể đấy? Là vì tế bào lympho bình thường mình, các bạn biết rồi, đây là sinh lý bình thường của mình, là từ tủy xương được trưởng thành tế bào lympho này, sau đó là đi vào hạt này, đi vào hạt trong gặp kháng nguyên ấy, thì nó chuyển đổi qua quá trình gặp kháng nguyên, thì nó sẽ xảy ra các quá trình chọn lọc, rồi thì siêu biến, rồi thì chuyển dạng isotip từ IgM qua IgG, rồi sẽ phân thành hai tế bào, một là tương bào để sản xuất kháng thể, hai là tế bào lympho nhớ, ví dụ như thế. Thì tùy vào vị trí đột biến ở những vị trí nào mà có thể bệnh tương ứng, ví dụ đột biến ở vị trí này ra tế bào B lớn lan tỏa, đột biến ở vị trí này ra tế bào lympho vùng viền, rồi đột biến ở vị trí này ra thể nang, đột biến ở vị trí này ra đau tủy xương, ví dụ như thế. Chính vì trong quá trình trưởng thành của lympho B rất phức tạp này, mình không đi sâu vào cái miễn dịch làm gì, thì nó đột biến ở vị trí nào, ở cái giai đoạn nào thì tương thích với là vị trí của cái u lympho thể bệnh tương ứng. Đâm ra có rất nhiều thể, ví dụ đây những cái thể đặc trưng thì hay gặp nhất là thể tế bào B lớn lan tỏa tầm 30%, thể nang tầm 20%, ngoài ra các thể khác cũng có nhưng mà ít hơn. Thì trên lâm sàng thì hay gặp hay nhất là hai thể này. Bây giờ chúng ta chỉ nói u lympho non Hodgkin không chưa đủ, mà chúng ta phải là u lympho non Hodgkin thể tế bào B lớn lan tỏa hay u lympho non Hodgkin thể tế bào nang, thì khi nó điều trị nó mới hiệu quả đẹp. Về lâm sàng thì chúng ta mặc dù là nhiều thể như thế, nhưng về lâm sàng thì chúng ta thường chia làm hai nhóm chính để mặt điều trị, là tiến triển chậm và tiến triển nhanh. Tiến triển nhanh như đơn vị là tuần, tháng, tuần này so với tuần khác là khác rồi. Còn tiến triển chậm là đơn vị nhiều khi cả năm. Bệnh nhân mặc dù u lympho đấy, mặc dù ung thư đấy, nhưng để cả năm sau thấy nó chưa tiến triển. Thì ví dụ là tế bào nhỏ, các thể như thể nang này, thể tế bào nhỏ này, thể u lympho da này, thể tiến triển chậm. Còn tiến triển nhanh là lớn lan tỏa này, rồi thì bớt kít này, ví dụ như thế, rồi tế bào T này. Về xếp giai đoạn thì nó xếp vào giai đoạn 1, 2, 3, 4. Về cơ bản cũng giống như thằng Hodgkin này, hơi khác một chút nhưng về cơ bản như vậy. Đây mình ví dụ một bệnh nhân u lympho non Hodgkin vào mình, là bệnh nhân vô miệng về gì, vì hạt lớn đấy, cũng không đau gì. Đau là sốt, sưng nóng đỏ đau là viêm thôi, còn hạt u lympho thường không đau, hạt lớn di động. Thì siêu âm thấy hạt đây. Đó, vài hạt. Và kết luận là hạt bệnh lý vùng cổ. Đây siêu âm ban đầu chúng ta thấy. Rồi chúng ta đi CT thì chúng ta thấy lát lớn này. Đấy, và có nhiều nốt này. Chúng ta thấy hạt ở bụng lớn này. Chúng ta thấy hạt bẹn lớn này. Đó, đây như vậy kết luận hạt ở bụng, hạt bẹn. Rồi tổn thương thận ứ nước do hạt bị chèn ép. Đấy, ví dụ như thế. Như vậy phần lớn bệnh nhân là hạt lớn. Có thể ngoại vi, có thể trong ở bụng, trong ngực. Đây CT ngực. Đây cũng hạt lớn ở ngực, ở nắp. Cũng lớn không? Bệnh nhân tới 7 cm mới đi khám. Như vậy trung thất chưa thấy hạt, nhưng mà nắp thấy bẹn, nắp thấy lớn rồi. Và sau đó chúng ta khi hạt lớn như sinh thiết thì xét nghiệm ban đầu đây là kết luận giải phẫu bệnh ban đầu là lympho lớn lan tỏa tế bào lớn này, không biết dòng B dòng T, và sau đó đề nghị làm hóa mô miễn dịch. Sau khi làm hóa mô miễn dịch xong thì kết luận là dòng B. Như vậy là
kết luận cuối cùng là lymphoma nông Hodgkin lan tỏa tế bào lớn dòng B. Đó. Còn giai đoạn thì dựa vào cái hình ảnh này thì chúng ta kết luận đây là bệnh nhân tổn thương nhiều hạt hai bên cơ hoành thì giai đoạn 3 chẳng hạn. Đấy. Đấy. Thế sau khi chẩn đoán thể bệnh, sau khi chẩn đoán giai đoạn chúng ta điều trị thôi. Điều trị thì cũng kết hợp nhiều yếu tố, phải dựa vào thể bệnh này, dựa vào giai đoạn bệnh này, dựa vào tình trạng thể lực này để chúng ta điều trị, mà chủ yếu là hóa và xạ. Còn phẫu thuật chủ yếu dùng để chẩn đoán thôi, ít khi dùng để điều trị. Và phác đồ nếu bên Hodgkin chúng ta dùng ABVD, thì bên không Hodgkin chúng ta dùng phác đồ chốt cộng với anti CD20 nếu bệnh nhân có CD20 dương tính, là tế bào B đấy, là tế bào B thì anti CD20 dương tính. Và phác đồ này tương đối hiệu quả. Chốt viết tắt của chữ này, C là cyclophosphamide, biệt dược chúng ta hay dùng Endosan, H là hydroxydalorubicin, chính là doxorubicin, O là oncovin, chính là vincristine, oncovin là biệt dược còn vincristine tên gốc, và P là prednisolone. Về điều trị về cơ bản thì tùy từng bệnh, thể bệnh chúng ta có điều trị khác nhau. Ở đây mình nói cái chung nhất là cái thể tiến triển chậm ấy. Ví dụ thể nang này, giai đoạn sớm người ta thường xạ trị giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2, giai đoạn muộn giai đoạn 3-4 thì hóa công xạ. Còn thể tiến triển nhanh thì người ta ưu tiên hóa hơn khi người ta dùng xạ. Còn khi bệnh nhân tái phát thì có thể hóa trị lại hoặc chúng ta ghép tủy tương thân. Nên về cơ bản điều trị là như vậy. Sau khi điều trị thường là 6 đợt thì chúng ta phải đánh giá đáp ứng. Bên mặt cung cấp chúng ta đánh giá đáp ứng, thì bên u lympho chúng ta đánh giá đáp ứng. Để đánh giá đáp ứng bằng cách gì? Chúng ta chụp lại hình ảnh giống như PET CT đấy. Trước khi điều trị chúng ta chụp PET, sau khi điều trị chúng ta chụp PET xem từ cái hạt nó có nhỏ lại không, tổn thương ung thư nó có bay mất không. Thì duy nhất lưu bệnh hoàn toàn, toàn bộ cái tổn thương ung thư nó bay hết. Lưu bệnh một phần thì nó bay một phần, giảm nó nhỏ lại một phần. Còn không lưu bệnh nghĩa là nó vẫn như thế. Trước đây 3 cm điều trị xong nó cũng 3-4 cm, 3 cm. Còn bệnh tiến triển là nó không những nhỏ lại mà nó to lên hoặc là tổn thương ở chỗ khác. Với kết quả điều trị, cái này phụ thuộc vào, đối với không Hodgkin phụ thuộc vào rất nhiều thể bệnh. Ở đây mình ví dụ là thể tế bào B lớn lan tỏa, thì như vậy thì tỷ lệ sống 5 năm này với phác đồ đời chốt tầm khoảng 50%. Còn trước đây chỉ có chốt không ấy, thì tầm khoảng 40% này, 40%. Như vậy phác đồ đời chốt cho hiệu quả cũng khá, hơn được 10% ví dụ sau 5 năm. Và các bạn lưu ý, tái phát thường xảy ra 2 năm đầu. Đây, hai năm đầu tái phát nó xuống rất nhanh, còn sau khi 2 năm ok rồi thì nó cũng tái phát nhưng mà đỡ hơn, còn sau 5 năm thì cũng tái phát nhưng mà tỷ lệ nó nhỏ hơn nhiều. Và bệnh tế bào B lớn lan tỏa nếu bệnh nhân đáp ứng thì có thể xem là điều trị khỏi. Còn dòng T thì kết quả kém hơn, dòng T đa số là sau 5 năm được ít, tầm khoảng 30% thôi. Dòng T thì kém hơn. Thứ hai là dòng T không có thuốc đặc hiệu, chúng ta chỉ đa số phác đồ chốt thôi, không có cái kháng thể đặc hiệu này, giống như bên dòng B là có anti CD20. Sau khi điều trị chúng ta phải theo dõi, sau điều trị mục đích là phát hiện tái phát và tác dụng phụ hóa trị. Thì nhóm tiến triển nhanh là 3 tháng lần trong 2 năm đầu và 3 năm tiếp theo là 6 tháng một lần, còn nhóm tiến triển chậm thì 3 6 tháng lần, sau 3 năm 1 năm lần. Tái khám mục đích như mình nói, mục đích phát hiện tái phát này, phát hiện tác dụng phụ hóa trị, nên chúng ta cố gắng lâm sàng, cần lâm sàng để phù hợp với cái mục tiêu của chúng ta. Tiến lượng thì thường u lympho phụ thuộc vào 5 yếu tố. Bệnh nhân mà chỉ có 4 hoặc 5 yếu tố này, nhóm tiên lượng xấu thì sau 5 năm còn 26%. Bệnh nhân mà chỉ có một yếu tố, ví dụ bệnh nhân chỉ có duy nhất giai đoạn 3-4 thôi, còn các vấn đề khác là không có, thì như vậy bệnh nhân tới 5 năm sống 73%. Chúng ta biết tiên lượng cái này để mà trao đổi bệnh nhân chẳng hạn. Đây một ví dụ của bệnh nhân mình u lympho điều trị tại bệnh viện mình. Bệnh nhân có cái tổn thương rất lớn. Này. Đây bệnh nhân là tế bào B lớn lan tỏa, tổn thương ở xoang hàm này, đấy. Rồi tiếp tục xoang trán này, đấy. Lan lên xoang trán này, đấy. Rồi tổn thương phá hủy xương này, để lan vào trong xâm lấn nhu mô não này, đấy. Rồi hốc mắt này, chụp CT vậy nhưng mà trên thâm tràng bệnh nhân khối u rất lớn, rồi phá vỡ này, mỡ hốc mắt ở bên, mà sau khi điều trị 6 đợt rồi chốt thì bệnh nhân gần như lui bệnh hoàn toàn, à, như vậy là cái phác đồ rồi chốt rất tốt. Và bệnh này u lympho nông Hodgkin mặc dù điều trị hóa chất thì kém hơn so với Hodgkin nhưng mà cũng được xem là bệnh có thể điều trị được.
Tất nhiên 10 bệnh thì điều trị được khoảng 5 bệnh thôi, sau 5 năm lui được khoảng 5 bệnh, còn 5 bệnh người ta vẫn tử vong. Nhưng mà cũng dù sao so với ung thư gan, ung thư phổi nó tiên lượng tốt hơn nhiều. À, như vậy thì trong thời gian thì như mình trao đổi cũng một tiếng đồng hồ, mình giới thiệu các bạn về ung thư hệ tạo huyết nói chung, đồng thời hai cái bệnh cũng hay gặp nhất là ung thư máu cấp tính, nghĩa là bạch cầu cấp, và ung thư hạch gọi là u lympho, về chẩn đoán cũng như về các điều trị và những nét cơ bản nhất thôi. Cho chúng ta cũng sau này có điều kiện đi vào các chuyên khoa để chúng ta sâu hơn. Hôm nay tinh thần chỉ có bài giảng chúng ta thì hai tiết, mình trao đổi sơ như vậy. Về bài giảng thì mình sẽ gửi lại cho bạn lớp trưởng. Các bạn có ý kiến trao đổi gì nữa không? Có cần gì thắc mắc không? Dạ thầy. Trước khi mấy bạn thắc mắc thì em xin đại diện cho hai lớp là C và D là chúc thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam là chúc thầy sức khỏe và những điều và những lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy ạ. À, mình cảm ơn bạn. À, rồi rồi. Dạ. Mình bữa trước tuần trước cô giáo hỏi mình là thứ sáu hay thứ bảy, mình quên thứ bảy 20/11, bảo thôi thứ bảy cũng là chúng ngày này. Tôi được, nếu các bạn có ý kiến gì nữa không? Nếu các bạn không có ý kiến gì thì mình sẽ gửi lại bài slide cho bạn lớp trưởng và buổi học chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào tất cả các bạn. Rồi, xin tạm biệt nha. Chào.